Dạ chị ơi, bây giờ mình làm xong rồi đó, không biết là chị cảm nhận xong cái liệu trình này như thế nào chị ạ? Chị cảm thấy rằng là mặt của chị là thon gọn hơn nè, săn chắc hơn nữa, mà là da cũng sáng hơn nữa, nên là cảm thấy rất là thích. Thì trong cái quá trình làm thì chị cảm thấy là mới đầu chị là người rất là sợ đau, nhưng mà trong quá trình làm thì chị cảm thấy là không có đau hay là rát gì hết, cũng cảm thấy khá là thoải mái, chỉ có hơi cảm giác hơi tê một xíu thôi. Và bác sĩ nói với chị là không cần phải nghỉ ngơi hay là kiêng cữ gì hết, làm xong là có thể ngày mai là có thể làm việc lại bình thường luôn, nên là cảm thấy rất là thích. Sau khi trải nghiệm rồi thì cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì là rất phù hợp với công việc của chị là đẹp liền mà không cần phải nghỉ ngơi. Và đặc biệt là chị lựa chọn phương pháp này là bởi vì rằng là nó không có xâm lấn gì hết, chỉ là tác động từ bên ngoài thôi, nên là chị cảm thấy khá là hài lòng. Nếu như mà chị em phụ nữ nào có muốn có một cái giải pháp để mà trẻ hóa làn da của mình để xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn, thì có thể đến Beauty Thanh Mai để trải nghiệm thử cái liệu trình này nha. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Cũng rất là bất ngờ, da mình đã là cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi shop giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 66 17. BB Beauty, BB Thanh Mai.